Đâm va vào đuôi xe khác là một trong những tai nạn phổ biến nhất và thường bắt nguồn từ sự bất cẩn của các bác tài. Hệ thống Mobileye liên tục soi quét khu vực phía trước đầu xe của bạn nhằm phát hiện tất cả các loại phương tiện xuất hiện trên đường đi của bạn, bao gồm cả xe máy. Hệ thống sẽ tính toán tốc độ di chuyển tương đối và trong những tình huống nguy hiểm, các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh sẽ được kích hoạt nhằm báo động ngay cho bạn về nguy cơ đâm va với các phương tiện ở phía trước. Hệ thống này có thể đưa ra cảnh báo sớm đến 2,7 giây trước khi vụ va chạm có nguy cơ xảy ra khi xe đang lưu thông trong thành phố cũng như trên đường cao tốc. Mobileye, tầm nhìn của chúng tôi vì an toàn của bạn.